Cả cuộc đời võ thuật của ngôi sao Kung Fu lừng danh thế giới Lý Tiểu Long đã gắn liền với không biết bao nhiêu bậc thầy Kung Fu tiếng tăm, những người đã giúp anh đặt nền móng cho tên tuổi của một ngôi sao võ thuật bất hủ nhất hành tinh. Các bạn hãy cùng kênh Giải Trí Tổng Hợp tìm hiểu 5 bậc thầy có ảnh hưởng lớn nhất đến đường lối võ thuật của Lý Tiểu Long. Lý Hải Tuyền. Từ trước đến nay, nhiều người vẫn cho rằng vị tông sư võ thuật của Lý Tiểu Long là Diệp Vấn. Trên thực tế, người thầy đầu tiên dẫn lối chỉ đường cho ông đến với võ thuật tuyệt kỹ lại chính là đấng sinh thành Lý Hải Tuyền. Mặc dù Lý Hải Tuyền là một nghị sĩ chuyên đóng vai hề của loại hình nhạc kịch Quảng Đông truyền thống nổi tiếng của Hồng Kông, nhưng trước đó Lý từng theo học Thái Cực Quyền hơn chục năm và có nội công thâm hậu. Từ nhỏ, cậu bé Lý Chấn Phiên, tên thật của Lý Tiểu Long, đã tỏ ra là một con người hiếu động. Anh cho rằng chỉ có quyền thuật mới có thể dùng để chiến đấu. Do vậy, ngay khi mới được vài tuổi, Chấn Phiên đã học Thái Cực Quyền cùng cha. Từ đó con đường đến với võ thuật của anh đã trở thành duyên vận không thể nào dứt. Nó gắn trọn với cuộc đời của ông mãi cho đến tận ngày ông giã từ trần thế. Ngay từ những bút tích về võ thuật mà Lý Tiểu Long ghi chép về sau cho thấy, Thái Cực đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong Triệt Quyền Đạo do ông sáng lập nên. Triệt Quyền Đạo của Lý Tiểu Long có những yếu tố liên quan đến các lý luận của Thái Cực, Vô Cực và Âm Dương, dần dần được Lý phát triển thành lý thuyết cốt lõi của Triệt Quyền Đạo. Hay nói cách khác, Thái Cực Quyền cũng trở thành hình mẫu của Triệt Quyền Đạo về sau. Lương Tử Đằng Nội Mông Quyền. Ngay từ nhỏ, Lý Tiểu Long đã tỏ ra là một cậu nhóc có khiếu võ thuật, cậu cần đến võ công để tự vệ. Ngay tại chính khu phố nơi cậu sống ở Hồng Kông, cậu nhóc Lý Chấn Phiên khi đó từng có ý nghĩ sẽ bỏ Thái Cực Quyền mà cha truyền dạy, bởi cậu cho rằng Thái Cực là môn võ thuật chậm chạp. Thế nhưng suy nghĩ trên của cậu con trai đã bị Lý Hải Tuyền cực lực phản đối. Ông biết tính cách của Lý Chấn Phiên quá mạnh bạo, do đó đã hướng dẫn con trai theo học Thái Cực Quyền nhằm khắc phục và chấn áp được tính hung hãn mạnh mẽ quá mức trong người con. Bất chấp mọi nỗ lực của Lý Hải Tuyền, cậu bé Lý Chấn Phiên dần dần vẫn quay lưng và bỏ hẳn Thái Cực Quyền mà cha anh đã cất công bồi đắp, để rồi tìm cách theo học một môn võ khác để bù đắp. Lý Hải Tuyền biết chuyện, dù không còn cách nào khác để thuyết phục được tính cách quá mạnh mẽ của con trai, ông đã nghĩ đến việc mời một vị tiền bối võ lâm là Lương Tử Đằng làm thầy dạy cho Lý Chấn Phiên. Trước những toan tính và cất nhắc hết sức chu đáo của Lý Hải Tuyền, tưởng chừng như mọi việc sẽ suôn sẻ và diễn ra như đúng ý muốn của ông, nhưng với một cậu con trai bất hảo, mọi chuyện sẽ không hề dễ dàng. Thế nhưng vì vị nể trước danh tiếng của một nghệ sĩ nổi tiếng xứ Cảng Thơm như Lý Hải Tuyền, do đó Lương Tử Đằng đã không thể từ chối. Ông đành phải miễn cưỡng nhận cậu học trò Lý Tiểu Long đến võ đường cho nghe giảng lý luận võ công, nhưng thực tế chỉ nhận Lý Tiểu Long là học trò trên danh nghĩa. Thời gian theo học ở võ đường của Lương Tử Đằng đã giúp Lý Tiểu Long hội ngộ sâu sắc về rèn luyện những yếu tố cơ bản của võ thuật thâm hậu cũng như những quyền lý tuyệt vời của thầy. Chính những yếu tố trên đã giúp Lý mở mang nhận thức về tuyệt kỹ công phu của Lý Tiểu Long, từ đó giúp ông hiểu ra ý nghĩa quyền thuật chân chính của Thái Cực Quyền cũng như những môn võ cổ truyền của Trung Hoa. Hơn nữa, những điều trên Lý Tiểu Long chưa từng được nghe cha nhắc đến bao giờ. Trong khi Lý Hải Tuyền muốn truyền dạy Thái Cực Quyền cho con trai chỉ với mục đích tu thân dưỡng tính và rèn luyện sức khỏe thay vì để đi đánh lộn. Diệp Vấn Vịnh Xuân Quyền. Bậc thầy võ nghệ nổi tiếng Trung Hoa Diệp Vấn còn được gọi là Zip Man, người Phật Sơn tỉnh Quảng Đông. Ông thiên di đến Hồng Kông do chiến tranh loạn lạc những năm 40, đồng thời mở võ đường truyền dạy phái võ Vịnh Xuân Quyền ngay tại đất Hồng Kông. Võ đường và môn phái Vịnh Xuân Quyền khi đó đã đưa tên tuổi của Diệp Vấn trở thành một vị danh sư võ thuật lẫy lừng cả về đức độ lẫn nghệ thuật cung phu thời cận đại ở xứ Cảng Thơm, khiến người đời ngưỡng mộ và kính trọng. Diệp Vấn cũng là người lĩnh sướng và đi đầu trong giới võ thuật Hồng Kông, giúp đưa bộ môn Vịnh Xuân Quyền có địa vị tuyệt đối trên toàn thế giới. Trước khi Diệp Vấn mở võ đường truyền dạy môn võ này năm 1949, Vịnh Xuân Quyền về cơ bản chỉ là một phương thức giáo học trong gia đình, nghĩa là tất cả những cao thủ Vịnh Xuân Quyền về sau chỉ truyền bí quyết võ học tinh hoa của môn phái cho chính con cháu trong dòng tộc của mình. Vì vậy, để có được tiếng tăm lẫy lừng và quy mô truyền dạy quảng đại như thời của Diệp Vấn, đó chính là cột mốc lịch sử trong suốt hơn 200 năm mà môn phái Vịnh Xuân Quyền có được. Duyên định đưa Lý Tiểu Long đến với Vịnh Xuân Quyền cũng nhờ những tháng ngày lăn lộn giao lưu với những thành phần trong xã hội đầu đường xó chợ, để rồi quen biết người bạn có tên là Trương Trác Khánh, người đã gây ảnh hưởng lớn đến con người của Lý Tiểu Long, đó là đưa ông đến gần với vị nhất đại tông sư Diệp Vấn. Lý Tiểu Long mến phục con người của Trương Trác Khánh là bởi ông nhận thấy những ngón võ của Trương Trác Khánh thực sự sắc nét và nhạy bén, và bí quyết là nhờ Trương Trác Khánh đã đến với Vịnh Xuân Quyền từ trước đó. Từ cơ duyên trên, Lý Tiểu Long đã được Trương Trác Khánh chính thức giới thiệu tới võ đường của Diệp Vấn, đồng thời bắt đầu học vỡ lòng những hệ thống học thuật của Vịnh Xuân Quyền. Tất nhiên, ban đầu Diệp Vấn cũng không phản đối Lý Tiểu Long có tiếp tục luyện tập Thái Cực Quyền hay không. Ông cũng nhất quán trong việc không can thiệp hay phản đối học trò của mình tập hay theo học các môn phái khác. Không những thế, ông còn đặc biệt chú trọng đến việc rèn luyện chiến đấu thực tế. Diệp Vấn biết rõ một điều, một quyền phái muốn tồn tại được thì phải nhờ vào thực lực nội tại của bản thân. Người học võ chỉ có cách nói chuyện bằng tay hoặc dùng vũ lực thực tế
mới giúp không ngừng hoàn thiện bản thân và tăng cường sức mạnh cá nhân. Những điều này ngay lập tức đã ảnh hưởng một cách sâu sắc và thấm nhuần vào tận máu thịt của Lý Tiểu Long và theo ông trong suốt sự nghiệp võ thuật về sau. Trần Hưởng Thái Lý Phật. Trong số 26 yếu tố bộ môn triệt quyền đạo của Lý Tiểu Long, không thể không nhắc đến Thái Lý Phật, môn phái quyền thuật danh tiếng ở Quảng Đông. Thực tế, Thái Lý Phật đã có lịch sử hơn 100 năm, nhưng nó chỉ thực sự phổ biến ở một vài nơi như Hồng Kông, Quảng Đông và các nước Đông Nam Á. Còn đối với một người muốn dựa vào võ thuật để phô trương thanh thế như Lý Tiểu Long, không có cớ gì để không học một môn võ chánh tông như Thái Lý Phật do Trần Hưởng sáng tạo. Vì cả môn phái này lẫn Vịnh Xuân Quyền đều có giá trị ở tính chiến đấu thực tiễn. Thậm chí ở Hồng Kông, Thái Lý Phật Quyền còn được coi là một môn phái quyền thuật có tính chiến đấu thực tiễn được tôn sùng nhất. Thiệu Hán Sinh Tiết Quyền. Trong số các bậc danh sư võ thuật của Lý Tiểu Long, tên tuổi sư phụ Thiệu Hán Sinh là bậc thầy tuyệt kỹ công phu phái Bắc Tông đầu tiên mà ông theo học. Còn nhớ Lý Tiểu Long rời Hồng Kông và tới Mỹ không lâu, đã tới theo học võ thuật từ Thiệu Hán Sinh, bởi ông nhận thấy mình chẳng có biệt tài gì khi ở nước Mỹ, chỉ có võ thuật mới giúp ông xoa dịu sự gò bó và cảm giác tự ti. Vì vậy, với quyết tâm bồi đắp cho biệt tài võ thuật của bản thân, Lý Tiểu Long đã nhờ cha giới thiệu đến võ đường của sư phụ Thiệu Hán Sinh. Mặc dù khi đó, Lý Tiểu Long chưa hề có ý nghĩ lấy võ thuật để làm nghề mưu sinh trên đất Mỹ. Ông chỉ đơn giản coi võ thuật là liều thuốc trợ giúp tinh thần tốt nhất khi sinh sống trên vùng đất mới. Một điều thú vị ở chỗ, quan hệ thầy trò giữa Lý Tiểu Long và Thiệu Hán Sinh có thể coi là cho đi đổi lại, đôi bên cùng có lợi. Khi Lý Tiểu Long gia nhập môn đường của thầy Thiệu, ông dạy thầy khiêu vũ, trong khi giữa Thiệu Hán Sinh với Lý Hải Tuyền cùng là những người nổi tiếng ở Hồng Kông. Hơn nữa, mối giao hảo giữa hai người lại là chỗ thân tình. Nhờ mối quen biết này, Lý Tiểu Long đã không những tôn Thiệu Hán Sinh là thầy mà còn gọi ông là chú tư. Điều này có cái lợi ở chỗ Lý Tiểu Long có thể học được những miếng võ gia truyền từ thầy Thiệu mà không một huynh đệ nào trong võ đường có được. Điều này cũng dễ hiểu khi bản thân Thiệu Hán Sinh coi việc dạy dỗ võ thuật cho Lý Tiểu Long là việc giáo dục con em trong nhà, những ngón nghề và võ pháp trọng yếu nhất mà Thiệu Hán Sinh truyền dạy cho Lý Tiểu Long. Kết quả về sau là những gì mà chúng ta từng được thấy. Qua những chiêu ra đòn nhanh như cắt, những cú đá với uy lực cực lớn cùng với những cú đánh độc đáo từ Vịnh Xuân Quyền, như cú đấm một inch hay còn được biết đến với tên gọi tuyệt kỹ nhất thốn quyền mà Lý biểu diễn tại giải vô địch karate ở Long Bách, Mỹ năm 1964. Đặc biệt là cú phi thân với những cú đá liên hoàn cước đã để lại ấn tượng thực sự sâu sắc trong lòng người hâm mộ, khiến cước pháp trên được mệnh danh là cú ba lê chết người. Để thực hiện ước vọng xây dựng đế chế hùng mạnh nhất lục địa Âu, Thành Cát Thư Hãn khởi xướng việc xâm lược Trung Quốc. Sau đó đạo quân của ông mất tới 60 năm ròng để hoàn thành. Quân Mông Cổ xâm lược Trung Quốc là một quá trình trường kỳ với những trận chiến khốc liệt, những vương triều tàn lụi dưới vó ngựa Mông Cổ có nhà Kim, Tây Hạ, Đại Lý và Nam Tống. Thành Cát Tư Hãn là người mở đầu chiến dịch bằng các đợt du kích vào nhà Tây Hạ. Và tới năm 1276, Hốt Tất Liệt, cháu của Thành Cát Tư Hãn, đã kết thúc 6 thập kỷ giao tranh lập nên nhà Nguyên. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc bị một thế lực ngoại bang xâm lược bình định và làm chủ. Chiến dịch chinh phục Tây Hạ. Đầu năm 1200, Thiết Mộc Chân, sau được tôn xưng là Thành Cát Tư Hãn, nhanh chóng củng cố quyền lực của mình ở đế chế Mông Cổ. Năm 1205, ông tấn công vào khu vực Esin và một tộc người Tây Hạ ở biên giới đã chấp nhận thuần phục quân Mông Cổ. Sau đó 2 năm, Thành Cát Tư Hãn dẫn một cánh quân khác thọc sâu vào lãnh thổ Tây Hạ, xâm lược khu vực Ô Lai Hải dọc sông Dương Tử trước khi rút binh vào năm 1208. Một năm sau đó, Thành Cát Tư Hãn lại kéo quân tiến công vào Tây Hạ nhằm khuất phục hoàn toàn quốc gia này. Sau khi đánh bại một lực lượng ngoài Ô Lai Hải, Thành Cát Tư Hãn chiếm được thành phố này và dồn quân dọc sông Dương Tử, đồng thời bao vây thành phố Ngân Xuyên bằng 15 vạn quân. Thời điểm năm 1209, quân Mông Cổ vẫn chưa thành thục chiến thuật bao vây, khi Thành Cát Tư Hãn ra lệnh lấp dòng Dương Tử để chặn nguồn nước của dân bản địa, đường ba bị vỡ và nhấn chìm khu lều trại của lính Mông Cổ. Dù vậy, hoàng đế Tây Hạ vẫn sợ hãi trước thế lực Mông Cổ và xin hàng. Ông thể hiện sự thuần phục của mình bằng cách gả con gái Cha Ca cho Thành Cát Tư Hãn và cống nạp lạc đà cùng chim ưng và vải quý. Nhà Tây Hạ sau đó trở thành chư hầu đắc lực của Thành Cát Tư Hãn trong gần 10 năm, hỗ trợ quân Mông Cổ tấn công xâm lược nhà Kim. Năm 1219, Thành Cát Tư Hãn chỉ huy chiến dịch đánh chiếm đế quốc Khawara và nhận được sự trợ giúp về mặt hậu cần của nhà Tây Hạ. Dù vậy, hoàng đế nhà Tây Hạ là Asa không đồng ý tham chiến và nói rằng Thành Cát Tư Hãn có quá ít quân để tiêu diệt đế quốc Khawara hùng mạnh. Thành Cát Tư Hãn nổi giận và tự đưa quân đánh chiếm đế quốc ở vùng Trung Á. Nhà Tây Hạ lúc này còn định liên thủ cùng nhà Kim, nhà Tống để đánh lại Thành Cát Tư Hãn. Quân số Khawara đông đảo hơn, nhưng không chống nổi những đợt tấn công như vũ bão của Thành Cát Tư Hãn. Năm 1221, đế chế này bị tiêu diệt hoàn toàn. Cùng thời điểm, Thành Cát Tư Hãn lên kế hoạch trả thù Tây Hạ vì mưu phản bằng việc tập hợp số quân lên tới 18 vạn người. Sau khi chiếm được Khawara, quân Mông Cổ tràn xuống phía nam. Hoàng đế Asa lúc này đang ở Ngân Xuyên, cách phía nam 500 km, và còn một sa mạc nóng bỏng phải vượt qua nên không về kịp. Thành Cát Tư Hãn hạ lệnh cho binh sĩ giết sạch đốt sạch và yêu cầu tướng lĩnh
phá hủy toàn bộ hệ thống phòng ngự của Tây Hạ. Thành Cát Tư Hãn chia quân làm hai cánh, trong đó tướng Tốc Quất Đài tiêu diệt các thành phố phía cực Tây, còn lực lượng chính do Thành Cát Tư Hãn dẫn đầu tiêu diệt vùng phía Đông.